Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 1, đồn biên phòng Nậm Chảy, Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức buổi lễ khởi công chương trình Xuân biên cương ấm lòng dân bản với sự tham gia của cán bộ chiến sĩ của đồn, cấp ủy chính quyền xã Nậm Chảy, các mạnh thường quân, nhà tài trợ cùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Chương trình diễn ra từ nay cho đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với các hoạt động thiết thực như đưa vào hoạt động tủ quần áo tình nghĩa tại cổng đồn biên phòng Nậm Chảy, tặng quà cho 15 hộ, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, tặng 50 suất quà Tết cho các hộ nghèo, tặng học bổng cho 50 học sinh nghèo vượt khó, phối hợp với Học viện Khoa Quân sự, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ngân hàng BIDV, Tạp chí Cộng sản, tặng quà cho đồng bào các dân tộc với tổng trị giá là gần 400 triệu đồng. Trên tinh thần lá lành đùm lá rách, chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản huy động các nguồn lực chung tay vì người nghèo, giúp đỡ đồng bào vùng khó khăn đón Tết cổ truyền ấm no đầy đủ hơn. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lào Cai vừa tổ chức chương trình Đông ấm Tết an lành tại thôn Xeo Tả 1, xã Tả Phải. Trong chương trình này, Hội Phụ nữ thành phố đã tổ chức trao tặng chăn, màn, quần áo rét, đồ dùng thiết yếu cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Xéo Tả 1, nhằm động viên giúp chị em có một cái Tết ấm no, đầy đủ hơn, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, Hội Phụ nữ thành phố cũng tuyên truyền vận động hội viên không bỏ nhà đi khỏi địa phương, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình tại quê hương, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nâng cao nhận thức, chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh. Theo báo cáo từ ngành Lao động Thương binh và Xã hội, quỹ đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh đến nay đã vận động được 4 tỷ 550 triệu đồng. Trong năm 2019, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã được thực hiện hiệu quả, trở thành phong trào đền ơn đáp nghĩa sâu rộng, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, thể hiện sâu sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Hiện ngành đang quản lý là gần 25.000 người có công, trong đó hưởng trợ cấp thường xuyên là gần 4.000 người, trợ cấp một lần là trên 21.000 người. Trong năm 2019, đã thực hiện cấp kinh phí điều dưỡng cho trên 1.300 người có công đến niên hạn, tổ chức điều dưỡng cho 528 người có công đi điều dưỡng tập trung, thực hiện trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho 36 người có công đến niên hạn, chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện mua trên 14.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công. Cùng với đó, trong năm đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà người có công nhân dịp Tết Nguyên đán 2019 và Ngày Thương binh Liệt sĩ, với tổng suất quà được trao cho người có công là trên 23.800 suất, với kinh phí thực hiện trên 6 tỷ đồng. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ nhà ở theo quyết định số 22 với trên 2.700 hộ hoàn thành, góp phần giúp người có công có thêm điều kiện tập trung phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân địa phương khi có giao dịch với chính quyền, huyện Bảo Yên chỉ đạo các xã đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời sắp xếp tinh gọn bộ máy theo hướng hoạt động ngày càng hiệu quả. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Minh Tân, hai bạn trẻ này đang làm thủ tục đăng ký kết hôn. Lúc đầu còn bỡ ngỡ, tuy nhiên sau khi được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ tại bộ phận một cửa, họ đã hoàn thành thủ tục của mình một cách nhanh chóng. Hôm nay là tôi đến ủy ban để đăng ký kết hôn và tôi đến cũng được tất cả các cán bộ của ủy ban là tiếp đón rất nhiệt tình và hoàn thành các thủ tục nhanh gọn. Mặc dù chỉ có 3 cán bộ trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa, cơ sở vật chất phục vụ cho công việc còn thiếu và bất cập. Tuy nhiên, tinh thần vì nhân dân phục vụ ở đây được đề cao. Do trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn những hạn chế nhất định, ít khi tiếp xúc với giấy tờ và các thủ tục pháp lý, nên khi có việc đến giao dịch tại Ủy ban Nhân dân xã, không ít người rất lúng túng. Từ thực tế này, các cán bộ phụ trách tại bộ phận một cửa của xã Minh Tân xác định trách nhiệm của mình không chỉ là thực thi nhiệm vụ chuyên môn, mà phải tận tình hướng dẫn cặn kẽ từng người dân. Cái năm vừa rồi là làm cái dữ liệu dân cư ấy, đối với lại những người mà có tuổi, nhiều tuổi ấy, thì là trước kia làm chứng minh thư với lại ngày tháng năm sinh của họ là thường là chỉ có năm sinh ạ. Làm đăng ký khai sinh lại là nhiều hơn nên là cũng sẽ phải hướng dẫn công dân để cho họ làm nào để cho nó khớp. Còn tại xã Việt Tiến, theo thống kê, mỗi ngày bộ phận một cửa của xã Việt Tiến tiếp khoảng 50 lượt công dân đến giao dịch. Bên cạnh phục vụ người dân địa phương, cán bộ của Việt Tiến còn tiếp đón bà con một số xã địa bàn giáp ranh. Số lượng công việc lớn, tuy nhiên hầu hết thủ tục được giải quyết trong ngày.
Đặc biệt theo phiếu khảo sát, có tới trên 90% người dân hài lòng với tinh thần phục vụ cũng như kết quả giải quyết công việc. Ngoài cái xã của mình ra thì nó đông như thế thì nó là do có một số xã của huyện bạn và tỉnh bạn, ví dụ như là cái xã Minh Chuẩn, xã Tân Phượng của Lục Yên, Yên Bái, rồi là xã Long Khánh của huyện Bảo Yên, vì người ta đến trụ sở trung tâm xã rất xa, đấy, cho nên là thường là giáp danh các xã công dân cũng đến làm cái công tác chứng thực, thì nói chung là đến giờ phút này thì sự hài lòng của nhân dân tương đối cao. Với chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi có giao dịch với chính quyền, huyện Bảo Yên chỉ đạo các xã thị trấn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ những thủ tục không còn phù hợp theo đúng chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Đặc biệt là quan tâm đến đội ngũ trực tiếp thực thi nhiệm vụ. Đây được xem là những yếu tố mấu chốt để chủ trương cải cách hành chính trên địa bàn huyện đi vào thực chất, hiệu quả, hướng tới chính quyền vì nhân dân phục vụ. Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là phát huy vai trò của các nghệ nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch tại địa phương có nhiều thành tích nổi bật. Cụ thể, giai đoạn 2011-2015 hoàn thành việc kiểm kê phân loại các loại hình di sản làm cơ sở lập hồ sơ di sản tại 500 làng dân tộc Mông, Hà Nhì, Giấy, Giao, Phù Lá trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2016-2020 hoàn thành việc lập bản đồ phân bố 7 loại hình di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, gồm lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công, tri thức dân gian, ngữ văn dân gian, tiếng nói, chữ viết các dân tộc Lào Cai, tập quán xã hội của các dân tộc Lào Cai, xây dựng 7 video quảng bá giới thiệu 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lựa chọn 15 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hỗ trợ phục dựng, bảo tồn, hoàn thành sưu tầm bảo tồn văn hóa phi vật thể của 5 dân tộc có nguy cơ bị mai một như Thu Lao, Nùng Dín, người Mông Xanh, Mông Đen, Giao Họ, lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2019 lên 26 di sản. Dự kiến hết năm 2020, số lượng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ tăng thêm khoảng 32 đến 53 di sản. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có 19 nghệ nhân ưu tú. Đây là nguồn lực quan trọng trong việc gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương. Năm 2019, toàn huyện Bắc Hà trồng khoảng 90 hecta cây dược liệu, gồm atiso, cát cánh, đan sâm, đường quỳ, tập trung tại một số xã có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp. Cây dược liệu sinh trưởng và phát triển tốt, mang lại hiệu quả cao. Năm 2019 là năm các hộ dân trồng cây dược liệu tiếp tục được hỗ trợ một phần với gần 50 hecta theo chương trình dự án phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2019 và đảm bảo đầu ra ổn định cho các diện tích sản xuất theo kế hoạch. Còn lại là doanh nghiệp và tư nhân tự đầu tư khoảng trên 40 hecta. Mặt khác, các hộ tham gia trồng cây dược liệu trên địa bàn đã bước đầu vào cuộc tích cực, nắm bắt được các quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Qua thu hoạch, nhiều hộ dân đã có thu nhập tương đối cao, từ 50 đến 60 triệu đồng trở lên. Trong đó có nhiều hộ cho thu nhập hơn 100 triệu đồng từ trồng cây dược liệu năm 2019. Theo kế hoạch năm 2020, huyện Bắc Hà tiếp tục triển khai khoảng 100 hecta cây dược liệu. Hiện nay, bà con nông dân tại một số địa phương vùng cao đã bắt đầu làm đất, trồng cây dược liệu theo kế hoạch, khung thời vụ. Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các công ty dược liệu trong nước nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho các cây trồng dược liệu, hướng tới sự phát triển vùng dược liệu bền vững tại địa phương trong những năm tiếp theo. Thời gian qua, Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2019, Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai đã phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến nhiều nội dung, kiến thức về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, cũng như những chính sách về dân số thông qua việc sinh hoạt với các câu lạc bộ lồng ghép phụ nữ với công tác dân số và phát triển, nông dân với công tác dân số và phát triển, phụ nữ không sinh con thứ ba, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, tiền hôn nhân, triển khai sinh hoạt tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh với 40 buổi được thực hiện tại 17 trên 17 xã phường, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thực hiện chính sách dân số, lồng ghép truyền thông về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh cung cấp dịch vụ tư vấn,
khám tầm soát, chẩn đoán bệnh trước sinh. Trong năm 2019, thực hiện sàng lọc trước sinh được 595 ca và sau sinh được 1.239 ca và thực hiện quản lý theo dõi sức khỏe cho 4.134 người cao tuổi. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các cơ sở giáo dục, trường học các cấp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Phong trào đã dấy lên khí thế thi đua sôi nổi, chung tay xây dựng trường học thân thiện, rèn cho học trò nếp sống đẹp, có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, và các trường học tại vùng cao Simacai là những điểm sáng trong thực hiện phong trào này. Một giờ ra chơi của các em nhỏ trường mầm non Sán Trải, huyện Simacai. Cùng với các trò chơi vận động, ngày hôm nay các em nhỏ còn có những trải nghiệm rất thú vị trong khuôn viên nhà trường, được tìm hiểu khám phá những loại rau, những cỏ cây hoa lá. Để hoàn thiện được khu vườn kiến thức này, các thầy cô giáo trong trường đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Cũng là trường mới lên, thế là trong cái đầu năm ấy thì nhà trường cũng đã nhà trường và các thầy cô giáo trong nhà trường thì đã chung tay như là trồng cây này, rồi là làm các cái mô hình trường vườn rau thì cũng rất là tích cực. Các thầy các cô rồi là trồng rau ở khu đằng trước cũng như là đằng sau, rồi là các khu đồ dùng đồ chơi ở ngoài trời cũng được các thầy các cô rất là quan tâm, nhà trường quan tâm để xây dựng và bổ sung để cho môi trường nó hoàn thiện hơn ạ. Vừa qua, trường mầm non Sán Trải đạt giải nhì trong cuộc thi xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn cấp tỉnh. Đây là nguồn động viên xứng đáng cho những nỗ lực của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Không dừng lại ở một cuộc thi, cảnh quan sạch đẹp, gọn gàng, những góc học tập nhỏ xinh, đầy sáng tạo như thế này là nhằm mang lại những hiệu quả giáo dục tích cực đối với các em. Tôi cũng đã tuyên truyền tới các bậc phụ huynh để các bậc phụ huynh chung tay chăm sóc cũng như là đến để xây dựng cảnh quan tại điểm trường, thì chúng tôi cũng nhận được cái sự ủng hộ rất là nhiệt tình của các bậc phụ huynh, như là phụ huynh đến đây để trồng cây, trồng hoa, trồng rau cũng như là làm các cái đồ dùng đồ chơi tự tạo cùng với các cô để tạo cho các con được cái môi trường học tập vui chơi và lành mạnh ạ. Không chỉ tại các điểm trường chính mà cả các điểm trường lẻ tại vùng cao Simacai cũng có nhiều điểm sáng trong thực hiện phong trào thi đua với cảnh quan đẹp, môi trường an toàn, thân thiện. Để đạt được kết quả này, từ năm học 2014-2015 đến nay, ngành giáo dục đào tạo huyện Simacai đã phát động cuộc thi các phân hiệu đẹp ở các cấp. Từ đó đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi tại các điểm trường, góp phần xây dựng cho các em học sinh một môi trường học tập lý tưởng. Đối với các điểm trường này thì cái việc mà xây dựng cơ sở vật chất thì đã được nhà nước ủng hộ và quan tâm xây dựng cho các hệ thống các phòng học, phòng làm việc, và để xây dựng cái môi trường giáo dục cho trẻ thì chúng tôi đã huy động cái sự đóng góp của nhân dân, phụ huynh học sinh cũng như là các đơn vị trường khác. Trong đó thì đối với những cái trường không có cái điểm trường lẻ như trung học cơ sở thì cũng đã kêu gọi các trường đã ủng hộ để chia sẻ cũng như là xây dựng cải tạo cảnh quan trường lớp để tạo cái môi trường tiếng Việt cho trẻ, đặc biệt là đối với hai cấp học mầm non và tiểu học. Với việc thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, ngành giáo dục Simacai đang nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho học sinh học tập và rèn luyện. Những ngôi trường rực rỡ như những đóa hoa giữa núi đồi vùng cao sẽ là nơi ươm những mầm xanh cho quê hương đất nước. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông, năm 2019, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, xử lý trên 11.600 phương tiện, trong đó tạm giữ hơn 4.000 phương tiện với số tiền xử phạt vi phạm giao thông là gần 25 tỷ đồng. Số tiền xử phạt này cao nhất từ trước đến nay, vượt trên 10% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm về tải trọng, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, các lực lượng chức năng đã xử phạt trên 1.900 trường hợp về nồng độ cồn, với số tiền xử phạt là hơn 4 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với năm 2018. Với việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử phạt đã góp phần không nhỏ trong việc kéo giảm số vụ tai nạn giao thông thời gian vừa qua. Nhờ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử phạt, tình hình tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2020, dự báo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông, các lực lượng chức năng sẽ mở đợt cao điểm ra quân tuần tra kiểm soát, giảm thiểu ùn tắc, nhất là ở những điểm nóng giao thông trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.